Vâng. Em khi phố kia chưa lên đèn, giờ này gặp nhau trên sân ga chiều lắng. Cùng về hỏi thăm em mấy câu đi về đâu, cớ sao đứng chờ, cớ sao đứng đợi. Đường tàu mùa xuân nay biết em đang mong chờ. Tàu về tàu đi như mang theo niềm nhung nhớ. Chợt buồn chợt vui anh biết đâu em hơn rồi, mà em ứng hồng vì thẹn thùng khi bên nhau. Trên sân ga chiều người đông nhưng ai cũng ngỡ như mình quen qua. Chuyện gần chuyện xa mới hay em từ xa, anh trách con tàu sao lỡ vô tình rơi sân ga. Một lần gặp nhau em đã mang đi kỷ niệm, dù rằng thời gian không cho ta nhiều lưu. Mình không nghe nói
không u sầu, nguyện cầu hai đứa bên nhau. Hello, em Cao xin chào tất cả các bác trở lại với kênh Cao JBL Hoàng Mai trong một clip nói về một cặp loa SRX812 và một bác ở tại Sài Gòn cũng đã chọn nhầm anh em cung cấp thì cũng đã like tạp khá là nhiều. Thì tiện đây em cũng không muốn nói làm gì, thôi việc ai người làm các bác nhá. Nhưng mà đó là những cái gì mà khách hàng trở lại và tin tưởng ủng hộ Cao JBL Hoàng Mai. Thì ngày hôm nay em Cao cung cấp cho các bác ấy đó là một cặp loa SRX812. Đây là một đen cực khủng của JBL. Và các bác cũng sẽ nhìn thấy những cụm từ, những con tép sáng choang của em Cao. Thì em Cao sẽ đỡ cho bác một lần nữa để cho các bác đỡ nhầm. Và xin mời tất cả bác cùng hãy soi cho kỹ những cặp loa mà em Cao cung cấp cho các bác. Và bác này cũng đã uống phải thuốc nhầm rồi các bác nhá. Thì ngày hôm nay trên bác cũng đã dùng hai con 3600. Thì trước đây bác lấy của em một con, còn bác cũng có một con lấy của anh em khác. Thế thì ngày hôm nay em Cao giáp vào đây để set up với một bộ mic sen và một con vang DB Acoustic S700. Đó là những cái gì mà các bác cũng đã luôn đồng hành tin tưởng với Cao JBL Hoàng Mai. Và em Cao vẫn nói với các bác rằng rồi, chúng ta đi mua hàng bãi chúng ta phải mua ở chế độ mở, chứ chúng ta không được chế độ khép kín các bác nhá. Đó, khép kín thì là các bác rủi ro rất là nhiều. Thì em Cao cũng đã nói với các bác rất nhiều rồi. Cho nên là các bác đi mua thì các bác nghe người nói chỉ một phần thôi, nhưng chúng ta phải cam kết bằng hình ảnh là điều rất quan trọng. Chứ không phải vì cái mà chúng ta nhìn bên ngoài mướt mượt mượt, nuốt nuột nuột là chúng ta sơi luôn là thế nào gặm phải đá. Đó là những cái gì em Cao muốn nói một lần nữa đến tất cả các bác đang chơi âm thanh. Và không phải mình em Cao làm cái việc đó, nhưng chúng ta cũng đi mua thì chúng ta hãy xem xét cho nó kỹ và chi tiết của sản phẩm. Còn lòng tin thì bây giờ nó cũng rất là khó khi mà bán đổ bãi. Cho nên thì chúng ta cứ mở toang nội thất là điều rất quan trọng. Còn ngoại thất có thể chúng ta có chấm vá một tí ti không vấn đề gì, nhưng cái nội thất thì cực kỳ quan trọng. Em Cao lại nhắc lại một lần nữa là bác Nguyễn Văn Nhầm. Đấy, bác đây là bác Nguyễn Văn Nhầm ở tại Sài Gòn. Thôi em không muốn nêu tên bác nữa, bác bảo xin tránh cho bác một chút. Cho nên là bác đây là bác Nguyễn Văn Nhầm đã từng. Cho nên một lần nữa em Cao xin cảm ơn tất cả các bác rất nhiều đã luôn đồng lòng tin tưởng với Cao JBL Hoàng Mai. Xin chúc bác mọi sự bình an, may mắn trong những ngày chơi âm thanh về sau này các bác nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bác vào clip gần nhất của em Cao. Đừng quên tặng cho em Cao xin một like. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.